Tu Liêm xin kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang xem chương trình trên kênh YouTube Bà Phát Nông. Và đến hẹn lại lên, sau một tháng thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thời tiết Nông vụ để cùng bàn về vấn đề thời tiết, dịch hại và canh tác lúa, cây trái, rau màu. Vâng, hiện tại thì cơn sốt và giá cả lúa gạo không còn ở mức sôi nổi như khoảng thời gian trước nữa, nhưng mà vẫn duy trì ở mức ổn định. So với những năm trước thì mức giá hiện tại vẫn còn đang ở mức hấp dẫn. Bên cạnh các trà lúa thu đông thì nhiều nơi hiện nay cũng đang chuẩn bị cho cái vụ đông xuân sắp tới. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều điều cần lưu ý. Không kém cạnh lúa gạo thì thị trường cây ăn trái cũng đang khá là sôi động, trong đó nổi bật là cây sầu riêng. Sau khi chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ đô thì vấn đề xung quanh câu chuyện phát triển bền vững, tạo dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh của trái sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế cũng được đặt ra. Trong tháng 8 năm 2023 vừa qua thì lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt hơn 300.000 tấn, còn với sầu riêng đông lạnh thì cũng có tới 23 thị trường xuất khẩu. Điều này chứng tỏ điều gì? Thị trường sầu riêng của Việt Nam thì tương đối là đa dạng và còn có nhiều tiềm năng để xuất khẩu. Do đó, bên cạnh về sản lượng thì chất lượng, quý nhà nông của chúng ta cũng phải được đặt lên hàng đầu. Hiện tại thì các vườn sầu riêng ở mỗi khu vực sẽ có một cái giai đoạn khác nhau. Có vườn thì đang cắt trái, có vườn thì vừa phục hồi nhưng mà cũng có vườn thì đang tạo mầm v.v. Do đó thì lưu ý mỗi vùng cũng sẽ có cái sự khác nhau. Và xin bật mí đến quý khán giả thì hiện tượng El Nino hiện tại duy trì với xác suất là 95%. Do đó trong những tháng cuối năm nay thì thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến phức tạp hơn nữa, và đặc biệt là trong tháng 10 này. Vì vậy khâu canh tác lúa nè, cây ăn trái và rau màu cần lưu ý nhiều điều cho bà con mình. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin về thời tiết trước khi đến với những cảnh báo nông vụ nhé. Bà con thân mến, trước khi đến với những dự báo thời tiết cho tháng 10 thì chúng ta hãy cùng với Tô Liêm điểm qua về thời tiết tháng 9 để thấy rõ sự chuyển biến mới của thời tiết, sự khác biệt so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 9 năm 2023 thì trên cả nước đã xảy ra khoảng 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong khi khu vực vùng núi, khu vực Trung Du Bắc Bộ, ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên phổ biến ở mức cao hơn từ 1 cho đến 1,5 độ C, thì một số nơi tại khu vực Tây Nam Bộ phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đợt nắng nóng đầu tháng 9 năm 2023, thì một số nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong ngày, vượt nhờ giá trị lịch sử so với những cái năm cùng thời kỳ. Vâng, và về tổng lượng mưa trong tháng 9 thì hầu hết trên các khu vực trên cả nước phân bố không đồng đều. Tại khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi của phía Tây Nam Bộ thì có lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 20 cho đến 50%, có nơi cao hơn. Ở trên khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có tổng lượng mưa ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ 20 cho đến 40%. Trong tháng 9 thì cũng có xảy ra những cơn áp thấp nhiệt đới. Chiều ngày 24 tháng 9, một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên trở thành áp thấp nhiệt đới. Đêm ngày 25 tháng 9 thì sau khi di chuyển vào đất liền tại khu vực các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế thì đã suy yếu trở thành một cái vùng áp thấp. Tuy nhiên thì có vẻ trong tháng 10, áp thấp không đơn giản là áp thấp nhiệt đới nữa, mà những cơn áp thấp này có thể là mạnh lên thành bão. Trong cái tháng 10 này, trên khu vực Biển Đông thì dự báo là có khoảng từ 1 cho đến 2 cơn bão và có thể là ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Và nguy cơ trong những ngày giữa tháng 10 này thì khả năng hình thành bão số 4 rất là cao. Tuy nhiên thì đây chỉ mới là dự báo, thì chúng ta cũng cần phải theo dõi sát sao hơn về tình hình thời tiết bà con mình nhé. Về tổng lượng mưa được dự báo ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức là sấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 cho đến 15%. Khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ là thấp hơn từ 5 cho đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi tháng 9 vừa rồi thì bà con mình có thể thấy đó là tình hình khu vực ở Việt Nam thì ngược lại, tức là ở Việt Nam là thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức là cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 cho đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Tuy vậy thì không khí lạnh trong tháng 10 năm 2023 bắt đầu có xu hướng hoạt động tăng dần về tần suất và cường độ. Bà con mình chuẩn bị đón không khí lạnh từ đây là vừa bà con mình nhé. Vậy là còn khoảng 3 tháng nữa là chúng ta kết thúc năm 2023. Như vậy thì hiện tượng El Nino xuất hiện khoảng tháng 6 và kéo dài cho đến nay thì biểu hiện dần rõ rệt hơn.
Nhớ lại khoảng thời gian trước thì trong tháng 7 và tháng 8, chúng ta đã xuất hiện khoảng 3 cơn bão trên khu vực Biển Đông, bao gồm cơn bão số 1 là cơn bão Talim, cơn bão số 2 là cơn bão Doksuri, cơn bão số 3 là cơn bão Sola. Và từ đây đến cho đến hết năm 2023 thì trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão hay là áp thấp nhiệt đới nữa. Và trong đó thì có khoảng từ 1 cho đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền của nước ta và khả năng là trong tháng 10 này, như là Tú Liêm vừa thông tin. Về lượng mưa ở từng khu vực thì sẽ có sự biến động so với trung bình nhiều năm. Ví dụ như Nam Bộ tháng 7 thì cao hơn trung bình nhiều năm từ 50 cho đến 100%, nhưng sang tháng 8 thì lại thấp hơn, rồi sang tháng 9 lại cao hơn từ 20 cho đến 40%, và sang tháng 10 thì tiếp tục là duy trì cao. Do đó thì bà con cũng thấy là cái sự biến động về thời tiết trong năm nay. Nhiệt độ trung bình thì tháng 10 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức là cao hơn từ 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Và tháng 11, tháng 12 thì phổ biến cao hơn cũng từ 0,5 cho đến 1,5 độ C. Như vậy thì có vẻ là những tháng cuối năm nay thì không khí có phần bớt lạnh hơn những năm trước, đúng không ạ? Trong thời kỳ đầu của mùa đông năm 2023, năm 2024 thì không khí lạnh có khả năng là hoạt động yếu nè, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại thì có xu hướng là ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhìn chung thì cũng thuận lợi cho canh tác, đúng không ạ? Vâng, đây chỉ mới là những cái thông tin tổng quát từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, và những thông tin cụ thể sẽ được Tú Liêm cập nhật hàng tháng cho bà con mình nhé. Hy vọng bà con chúng ta đừng bỏ lỡ chương trình nào. Sau đây thì xin mời bà con chúng ta chuyển sang phần thông tin thủy văn tháng 10. Bà con thân mến, những ngày vừa qua thì khu vực trũng thấp như là Cần Thơ, một số huyện của Vĩnh Long rơi vào tình trạng ngập sâu do triều lên, gây khó khăn cho bà con mình trong khâu canh tác cũng như là sinh hoạt. Vâng, và mực nước sông Cửu Long thì tiếp tục dao động theo triều và có thể là đạt mức cao nhất trong tháng trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức là 3m và trên sông Hậu tại Châu Đốc là ở mức 2m85. Từ đây cho đến cuối năm thì mực nước vẫn còn nhiều dao động. Trên sông Đồng Nai, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 đợt lũ nhỏ. Về sông Cửu Long thì tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong đổ về đồng bằng sông Cửu Long từ nửa cuối tháng 9 đến tháng 12 năm 2023 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 cho đến 20%. Vâng, một điều chúng ta có thể thấy đó là tổng lượng dòng chảy đổ về khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn từ 10 cho đến 20%. Bên cạnh đó thì ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nữa, nên là tổng lượng mưa khu vực trên cả nước thì có phần là giảm. Điều này cho thấy sự thiếu hụt nước ở phía hạ nguồn và có thể dẫn đến nguy cơ gì? Đó chính là cái tình trạng xâm nhập mặn có khả năng xâm nhập sâu. Và theo như thông tin từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp chia sẻ thì khả năng xâm nhập mặn năm nay có thể diễn ra sớm, bà con mình nhé. Rồi thì nói đến đây chắc chắn là bà con của chúng ta cũng đã lường trước được một số việc cần chuẩn bị cho vụ đông xuân 2024 nè. Và các vườn sầu riêng tại khu vực Tiền Giang, khu vực Sóc Trăng thì cũng phải có sự lưu ý. Tuy nhiên thì bà con mình cứ yên tâm, An Phát Nông sẽ có những cái chuỗi chương trình để hỗ trợ bà con mình trong bối cảnh này và sẽ sớm có trong tháng 10 này bà con mình nhé. Vâng, sau đây thì xin mời bà con tiếp tục theo dõi phần thông tin về nông vụ. Bà con thân mến, bước vào tháng 10 thì bên cạnh những chuyển biến của thời tiết thì bức tranh canh tác lúa cũng dần có sự thay đổi rõ rệt hơn. Bức tranh thu đông thì cũng gần như là hoàn thành và đang chuẩn bị cho những gam màu mới cho vụ đông xuân 2024. Những trà lúa thu đông gần thu hoạch như là khu vực Tam Bình của Vĩnh Long, khu vực Cờ Đỏ, Ô Môn, Cần Thơ hay là khu vực Thoại Sơn của An Giang. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì không lúc nào mà không có lúa trên đồng. Một số trà lúa thu đông muộn như là ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang, khu vực Châu Phú của An Giang thì nay mới hơn 30 ngày tuổi, và một số trà lúa tại khu vực Long Xuyên thì đang ở mức là gần trổ. Trong khi đó thì một số khu vực đã rục rịch chuẩn bị xuống giống cho vụ đông xuân như là khu vực Tháp 10 của Đồng Tháp, Tân Thạnh của Long An và Trần Văn Thời của Cà Mau. Điểm qua những khó khăn cho các trà lúa thời gian qua thì phải kể đến đó chính là hiện tượng khô trắng đầu bông, sao trổ ở một số khu vực như là khu vực Tam Bình, Vĩnh Long, một số huyện của Hậu Giang và Kiên Giang. Đây sẽ là một cái hiện tượng khá là lạ vì nó không xuất hiện phổ biến. Do đó thì bà con mình nghi ngờ là do khuẩn tấn công sau những cơn mưa. Tuy nhiên thì sau khi mà xuống tận ruộng quan sát, kiểm tra thì các cán bộ kỹ thuật của An Phát Nông nhận thấy đây không xuất phát từ vi khuẩn mà đến trực tiếp từ những cơn mưa kéo dài.
bông lúa lép trắng từ bên ngoài vào, có bông thì thiệt hại hơn phần nữa. Thoạt nhìn thì sẽ tương tự như hiện tượng lép vàng do vi khuẩn, nhưng mà nếu mà chúng ta đánh giá kỹ lại biểu hiện này thì biểu hiện này xuất hiện trên toàn cánh đồng, trong khi thì khuẩn thì xuất hiện theo từng cụm. Về quan sát màu sắc hạt lúa thì khả năng hình thành hạt cũng khác nhau. Với biểu hiện lép trắng đầu bông này thì hạt lúa bị lép hoàn toàn, không bị lẫn như là lép vàng vi khuẩn. Bên cạnh đó, về màu sắc thì cái hiện tượng lép trắng đầu bông này thì cái màu sắc nó cũng sáng hơn so với lép vàng vi khuẩn. Điều đặc biệt là trên cùng một cánh đồng nhưng giống OM18 lại nặng hơn OM5451. Và do đó thì chúng ta có thể kết luận là chính những cái bông lúa đang phơi màu gặp mưa kéo dài khiến cho quá trình thụ phấn thụ tinh không thể nào diễn ra được, nên là những hạt trổ trong khoảng thời gian đó đều bị lép trắng, hay bà con mình còn gọi đó là lép hạ họng, vì khi nắng lên hạt lúa không khép miệng được. Dĩ nhiên thì trên những cái bông lúa đó vẫn có những cái biểu hiện do nấm khuẩn ăn theo, nhưng tác nhân đầu tiên vẫn là do thời tiết khiến cho hạt lúa không có thụ phấn thụ tinh được, bà con mình nhé. Nếu bà con chúng ta để ý thì những giống có khoảng thời gian phơi màu nhanh, khép lại kịp thì khả năng lép trắng đầu bông ít hơn, giống như là giống OM5451. Với những cái trường hợp này thì chúng ta chỉ còn cách đó là thúc vào gạo những cái hạt còn lại để bù trừ phần năng suất. Lúc phát hiện thì không trái mè về sau rồi. Công thức thì bà con chúng ta có thể áp dụng đó là Happy Gold hoặc là chế phẩm Vin 10 kết hợp với Nano K cộng và Super Cắt nhé. Mục tiêu chúng ta chính là quản lý nấm và vào gạo thật nhanh, vào gạo chắc tới cậy. Vấn đề thứ hai bà con mình thường gặp phải mỗi khi bước vào vụ mùa mới đó chính là tình trạng ngộ độc hữu cơ. Tình trạng rắn lá lúa hay còn gọi là lúa bạch tạng diễn ra khá phổ biến tại khu vực Châu Phú, An Giang vừa rồi. Tại sao lá lúa bị trắng? Đó là do những độc chất sinh ra đã làm tổn thương rễ lúa, làm rễ mất chức năng hút nước và dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì các độc chất axit làm thay đổi pH đất, khiến cho những cái chất dinh dưỡng không còn hữu dụng, đặc biệt là hai cái chất đạm và magie là hai thành phần cấu tạo quan trọng của diệp lục tố. Và để giải quyết tình trạng này thì mục tiêu đầu tiên đó chính là loại bỏ độc chất. Nước là điều tiên quyết để thực hiện điều này. Bơm xả nước nhiều lần, sau đó để nền ruộng ẩm để các độc chất trôi ra và bốc hơi đi bà con mình nhé. Bên cạnh đó thì rễ đang trong quá trình phục hồi, cần cung cấp thêm dinh dưỡng qua lá để hỗ trợ cho cây. Bà con có thể kết hợp Supercat với nano kẽm 700 để vừa bổ sung dinh dưỡng vừa phục hồi lá xanh, hoặc chọn công thức Supercat kết hợp với Irigon 620 để bổ sung dinh dưỡng và kích rễ để nhánh trở lại. Đây cũng là một điều lưu ý đối với những trà lúa đông xuân sớm 2024, vì chúng ta gieo xạ sớm để đón nước sớm nè, tránh những cái rủi ro về sau, nhưng cũng đừng quên là việc cập rập mùa vụ gây ra ngộ độc hữu cơ có thể khiến cho lúa sinh trưởng chậm, để nhánh kém không như mong muốn, bà con mình nhé. Do đó thì nên quan tâm kỹ khâu làm đất và phân hủy rậm rạ, chuẩn bị trước những cái biện pháp đối phó với tình trạng ngộ độc hữu cơ này. Vâng, mưa thì dịch hại do nấm khuẩn là điều chúng ta không thể tránh khỏi, đặc biệt đối với cái đối tượng đó là lép vàng vi khuẩn. Với những trà lúa rổ trong khoảng từ đầu đến giữa tháng 10 như là khu vực Long Xuyên, là khu vực Châu Phú của An Giang thì nhất thiết chúng ta phải cộng thêm những cái chế phẩm trừ khuẩn trong bình phun. Nhà nông có thể chọn Green Super hay mạnh hơn thì chọn khuẩn IBN đều được nhé. Đặc biệt là thời tiết ẩm thấp và sương nhiều vào ban sáng như hiện nay thì thích hợp cho đối tượng hại như là nấm đậu ôn trên lá. Những trà lúa thu đông muộn như là khu vực Long Mỹ, Hậu Giang thì nên đề phòng đối tượng này. Với đậu ôn lá thì bà con có thể phòng trị bằng chế phẩm phun sai. Nếu mà ruộng bị bội nhiễm thêm vi khuẩn thối gốc, nhà nông có thể đầu tiên là chúng ta xả bỏ nước và bảo vệ bằng cặp giải pháp vàng bên trên nhé. Trên lá là thế, nhưng mà đối với giai đoạn trổ về sau thì đậu ôn còn tấn công lên bông. Chế phẩm thích hợp để quản lý trong giai đoạn trổ về sau không thể bỏ qua đó chính là Happy Gold 500 SC, vừa quản lý đậu ôn nè, vừa quản lý lem lép hạt do nấm, bà con mình nhé. Về côn trùng hại nổi bật thời gian qua thì có lẽ ấn tượng nhất chính là đối tượng muỗi hành. Rõ ràng đây là một loại dịch hại phổ biến trong cái vụ đông xuân, nhưng mà thu đông vừa rồi lại xuất hiện tại một số ruộng tại khu vực núi Sập, Thoại Sơn của An Giang. Điều này cho thấy là trong vụ đông xuân 2024 sắp tới đây thì bà con nên cẩn trọng hơn đối với đối tượng này. Đặc biệt là chúng có khả năng tấn công từ rất sớm khi mới vừa gieo xạ vài ngày thôi. Biểu hiện đó chính là cây lúa bị trùng đọt nè, mất đọt nè, trở thành màu xanh đậm bất thường, lùn và đẻ nhánh kém hơn so với những cây lúa khác trong ruộng. Hiện tại thì không ghi nhận diện tích thiệt hại nặng do muỗi hành gây ra trong vụ thu đông này. Trên ruộng những muỗi hành tại khu vực núi Sập của Thoại Sơn, An Giang thì cũng đã được phục hồi trở lại để bù trừ năng suất. Tuy nhiên thì điều đáng lưu tâm chính là vụ đông xuân sắp tới, bà con mình nhé. Vâng,
bỏ công nghiên cứu mày mò, thành công giải pháp nhẹ lo mùa màng. Có lẽ kết quả chúng ta mong chờ nhất trong vụ thu đông năm nay chính là kết quả tạo mầm trên ruộng lúa của anh Quảng Trân tại khu vực Long Xuyên, An Giang. Anh chia sẻ thì đến giai đoạn này không còn là thí nghiệm nữa mà đã áp dụng trên toàn ruộng của mình. Và thật sự phải ngỡ ngàng trước kết quả. Ruộng lúa chỉ mới 38 ngày nhưng mà lóng ngắn nè, tròn mình chẳng khác nào cây lúa đang làm đồng sắp trổ. Thân lúa thì cứng cáp, đẻ nhánh rất là mạnh. Như vậy thì ruộng lúa tạo mầm đã đi được 1/3 chặng đường rồi, chỉ còn đợi kết quả lúc trổ để thu hoạch nữa thôi. Nhưng mà trước mắt thì theo kinh nghiệm của anh Trân, ở những lần thí nghiệm trước, bông lúa trổ ra rất là rộ, nhặt giá, bao gạo nhanh hơn bình thường. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả trong tháng 10 này nhé. Vâng, và hiện tại với những cái thông tin như là nguồn nước hạ nguồn thiếu hụt nè, xâm nhập mặn sớm thì là thời vụ ở nhiều nơi bắt đầu có sự thay đổi. Bà con ưu tiên việc gieo xạ đông xuân sớm. Nhiều khu vực đã xuống giống rồi như là khu vực Tháp 10 của Đồng Tháp, khu vực Tân Thạnh Long An và khu vực Trần Văn Thời của Cà Mau cũng gieo xạ hầu như là gần hết theo thông tin từ các nhà nông gửi về. Và chuỗi chương trình chăm sóc lúa thu đông cũng đã hoàn thành trên kênh YouTube Phát Nông. Và trong tháng 10 này chắc chắn là sẽ có những video đầu tiên để khởi động cho vụ đông xuân 2024. Đặc biệt là với các dự báo thời tiết thủy văn cho vụ mùa mới, bà con chúng ta hãy đón xem để sắp xếp lịch canh tác cho phù hợp nhất nha. Bên cạnh đó thì để chuẩn bị cho sản xuất đông xuân, những cái thao tác như là diệt ốc nè, diệt chuột nè cũng được An Phát Nông cập nhật thường xuyên trên kênh YouTube. Những cái kinh nghiệm diệt chuột rất là hay từ quý nhà nông như là làm cơm nè, dựng liều, giăng lưới, đặt chai đều đã được chia sẻ. Và chắc chắn là trong thời gian tới đây thì An Phát Nông sẽ sưu tập nhiều hơn nữa những kinh nghiệm nhà nông để chia sẻ đến quý bà con mình. Bà con chúng ta có thể tham khảo trên kênh YouTube An Phát Nông nhé. Sau đây thì xin mời bà con chúng ta sẽ bước sang phần đông vụ trên cây ăn trái. Thưa quý nhà vườn thân mến, mặc dù thị trường sầu riêng rộng mở nhưng tiêu chí đạt chất lượng qua khâu kiểm dịch phải được đặt lên hàng đầu. Các tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất và xuất khẩu phải tuân thủ các biện pháp kỹ thuật nè, đảm bảo làm sạch sinh vật gây hại trên sầu riêng thì việc xuất khẩu mới dễ dàng hơn. Vâng, vậy thì nhiệm vụ chính của nhà vườn là phải đảm bảo ngoài việc mà chúng ta đảm bảo năng suất thì phải cho ra những trái sầu riêng thật là chất lượng. Ngay bây giờ thì hãy cùng Tú Liêm điểm qua tình hình canh tác hiện tại tại một số vườn và chúng ta sẽ có những cái biện pháp đối phó với các loài dịch hại nhé. Vườn vẫn còn để trái để thu hoạch hiện nay thì nhiều nhất nằm ở khu vực Đắk Lắk, và đối tượng quen thuộc nhiều nhà vườn cũng như là các vựa thu hoạch xuất khẩu rất là sợ đó chính là thối trái, không chỉ lây lan lúc mà trái còn trên cây, thậm chí là đã cắt xong và đem bảo quản chờ xuất khẩu thì bệnh vẫn có thể lây lan. Do đó, việc phòng bệnh từ sớm, tiêu diệt nấm bệnh ngay từ khi còn trên cành là điều vô cùng cần thiết. Hơn nữa, trong điều kiện mưa tháng 10 nè, kèm theo sương ẩm vào sáng sớm, thì đối tượng này chắc chắn là hoạt động rất là mạnh, chúng ta phải phòng ngừa trước. Và nói về việc quản lý thối trái thì An Phát Nông có bộ đôi Toplet và Arigon 620. Công thức cũng rất dễ sử dụng, một chai Toplet kết hợp với một chai Arigon 620 500ml, bà con chúng ta sử dụng cho hai phi phun trùng toàn thân cành và trái. Bên cạnh đó thì nhiều vườn có trái gần cắt tại khu vực Gia Lai. Trong bối cảnh mưa nhiều sắp tới thì có thể là phải đối diện với tình trạng đó là sầu riêng bị nhão cơm. Lúc này thì bà con phải đối phó bằng cách là dằn thêm kali dưới gốc và để tăng cường vô cơm xanh gai. Thì đừng quên bộ đôi gồm hai dinh dưỡng cao cấp đó chính là đôi trị tiêu kết hợp với nano ca cộng. Hai chai này thì bà con pha cho hai phi phun trùm toàn thân cành lá và trái. Cũng trong khu vực Tây Nguyên nhưng mà ở khu vực Đắk Nông thì lại nhanh chân hơn chút xíu, đó là cắt xong và đang phục hồi tạo cơ đợt đầu tiên. Lưu ý là chúng ta chủ động cắt tỉa cành, vệ sinh vườn thật kỹ, tránh ủ lại các mầm bệnh ở mùa trước. Và sau khi cắt tỉa thì nên phun rửa vườn, ngừa nấm bệnh bằng công thức kết hợp lần 2 chiều Arigon 620 và chế phẩm trừ nấm là Downirus. Phun rửa vườn thì bà con có thể pha loãng hơn, một chai Arigon 500ml kết hợp với 5-7 gói Downirus, bà con chúng ta pha cho hai phi toàn thân cành, đặc biệt là phun xịt lên những cái vết tỉa cành bà con mình nhé. Bên cạnh đó thì cũng cần phải kiểm tra kỹ đối tượng mọc ruột cành để chúng ta quản lý kịp thời, tránh vào giai đoạn mang hoa mang trái rồi mới phát hiện thì lúc này cũng chắc chắn là sẽ bị thiệt hại ít nhiều. Đặc biệt là đối với cái khâu dinh dưỡng để phục hồi sau thu hoạch thì chúng ta cần phải để tâm hơn. Phục hồi không chỉ là tập trung vào cây mà chúng ta phải cải tạo phục hồi luôn cả đất bà con mình nhé. Hơn cả mấy tháng trời cống hiến thì chúng ta cũng phải để tâm vào chăm sóc đất trong giai đoạn này. Phục hồi có nghĩa là dưỡng, là tái tạo lại, dưỡng lá, dưỡng đọt chứ không phải là thúc đọt. Chúng ta phải chậm mà chắc.
nhiều bà con Tú Liêm thấy là chỉ chăm chăm rải đạm thì cho ra lá thì đúng là ra lá thật, nhưng mà bản lá bà con mình để ý thường yếu và mỏng, đôi khi là dễ bị nấm khuẩn tấn công nữa, nên là chúng ta phải làm sao để tạo ra một bộ lá thật là khỏe mạnh, không phải là cứ nhiều lá, bộ lá bự nè nặng trĩu đọt xuống là tốt, mà bộ lá chúng ta phải thật là khỏe mạnh, phải cứng cáp và chắc chắn. Theo Tú Liêm thì việc lựa chọn dinh dưỡng phục hồi tốt nhất là không phải là những cái chế phẩm hóa học trong lúc này, mà là những chế phẩm hữu cơ, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây nè, vừa cải tạo phục hồi hệ vi sinh vật đất. Bà con có thể chọn hữu cơ nở để bón xuống đất giúp đất tơi xốp nè, tránh lèn đất, thoái hóa đất trồng. Hoặc là hiện nay thì có những cái dạng hữu cơ rất là tiện lợi, đó chính là dạng hữu cơ lỏng. Bà con chúng ta có thể pha vào phi để tưới cho cây sầu riêng thì rất là tiết kiệm công lao động. Riêng về một số chế phẩm như là Ovarin Gold, hữu cơ lỏng thực vật thì bà con có thể hoàn toàn, ngoài cái việc mà chúng ta tưới qua gốc thì chúng ta cũng có thể phun qua lá để cung cấp dinh dưỡng nuôi lá luôn. Đặc biệt là đối với Ovarin Gold thì được nhập khẩu từ Tây Ban Nha, nên bà con chúng ta cũng không cần lo về nguồn gốc nè, công nghệ phối chế, dễ tan, dễ pha, dễ tưới và phun. Một can 20 lít thì pha tầm 20.000 lít nước, bà con chúng ta tưới thoải mái. Và khi mà nói về hữu cơ thì nhiều bà con chúng ta thắc mắc rằng hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật và hữu cơ có nguồn gốc từ động vật thì cái nào tốt hơn? Vâng, và để đánh giá một loại hữu cơ có thật sự tốt hay không thì cần rất là nhiều tiêu chí thưa bà con. Hữu cơ tốt là hữu cơ như thế nào? Hữu cơ đó được cây và đất sử dụng một cách triệt để hơn. Và để so sánh giữa hai loại hữu cơ thực vật và hữu cơ động vật thì chúng ta hãy cùng Tú Liêm làm một cái bài phân tích ngắn sau đây nhé. Tại sao các chuyên gia khuyên rằng mà khi chúng ta ăn chay thì chúng ta nên bổ sung đa dạng các loại rau củ quả, và đặc biệt là tốt nhất là phải có thêm trứng, có thêm sữa. Điều này chứng tỏ điều gì? Vậy là tức là trong thực vật thì chắc chắn là nó sẽ thiếu một số chất dinh dưỡng, axit amin thiết yếu cho cơ thể con người của chúng ta mà chỉ trong động vật mới có. Tại sao thực vật lại thiếu? Tại vì những chất đó hoàn toàn là nó không cần thiết cho cơ thể thực vật, chúng không cần phải mất thêm năng lượng để chứa những cái axit amin không hữu dụng với mình, đúng không ạ? Vậy thì ngược lại, axit amin phân hủy từ động vật sẽ có những cái axit amin thực vật sử dụng được, nhưng cũng có một số loại axit amin không cần thiết phải sử dụng. Trong khi đó thì những axit amin phân hủy từ cơ thể thực vật chắc chắn là sẽ hoàn toàn tương thích với bản thân cây trồng, đúng không ạ? Như vậy thì axit amin từ thực vật sẽ trở nên hữu dụng hơn, được cây sử dụng một cách triệt để hơn. Tuy nhiên thì Tú Liêm không nói hữu cơ từ động vật không có tốt, dĩ nhiên là rất là tốt, nhưng mà về thành phần axit amin nè, có thể thừa một số axit amin không cần thiết cho cây. Qua đây thì Tú Liêm hy vọng là bà con chúng ta sẽ có một cái góc nhìn mới về hữu cơ, cả về động vật và cả về thực vật, để có một số sự lựa chọn phù hợp nhất cho ruộng, cho vườn nhà mình. Nhìn chung thì hữu cơ nào cũng có vai trò phục hồi và cung cấp dinh dưỡng cho cây, nhưng bà con chúng ta nên chú ý thật kỹ, lựa kỹ về thành phần nè, về nguồn gốc, để chúng ta có sự lựa chọn phù hợp nhất với tiêu chí vườn nhà mình. Và hữu cơ lỏng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời, vừa phun vừa tưới được, để trong cái giai đoạn phục hồi và tạo cơ cho bà con mình. Những vườn như là khu vực Gia Lai này đang cơ 1, cơ 2, khu vực miền Đông có Bình Phước hay là khu vực Châu Thành của Hậu Giang thì nên lưu ý thông tin này. Và khi mà nói thêm về việc chăm cây đọt thì ở những cái khu vực này, việc quản lý đầy xanh trong giai đoạn tháng 10 này cũng cần phải chú ý. Tuy mưa nhưng mà cũng có xen kẽ những ngày nắng là điều kiện thích hợp cho đầy xanh tấn công, khiến cho cây rụi đọt, thiếu lá. Như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian tạo mầm sắp tới. Rầy xanh thì công thức bà con chúng ta nên luân phiên giữa Medino và Hello One, kết hợp thêm thấm sâu 30 giây để tránh tình trạng rầy quen với hoạt chất trở nên khó trị hơn. Và với tình hình hiện tại thì những tháng cuối năm nay nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm thì chắc chắn là các loại côn trùng sẽ hoạt động mạnh, không chỉ riêng rầy xanh mà còn có rệp sáp và mọt độc cành. Rệp sáp thì công thức quản lý tương tự như rầy xanh, tuy nhiên thì chúng thường bu trên trái, do đó thì bà con khi mà lựa chọn chế phẩm nên lựa những cái chế phẩm có tính mát để phun sạch nhé. Còn đối với mọt độc cành là cái bộ ba trị mọt độc cành quen thuộc với bà con mình, đó là rép mai, thần công và thấm sâu 30 giây. Và những vườn cơ đọt cuối như là khu vực Bình Phước, khu vực Châu Thành, Hậu Giang hay là Phong Điền của Cần Thơ thì có thể chủ động rải DAP trước cho cây quen dần với lân. Vì sao thì thao tác tạo mầm nó sẽ được trơn tru và dễ dàng hơn. Và quay lại với các vườn sầu riêng ở khu vực miền Đông thì tỉnh Đồng Nai có nhiều vườn mới để trái bói nằm đầu, thì có thể tưới dặm thêm Arigon 620 và Kali trắng để cây chuyển qua giai đoạn sinh sản một cách mượt mà hơn. Một chai Arigon 620 1 lít, bà con cộng thêm 2kg Kali cho 300 lít nước. Bên cạnh đó thì trong khu vực của tỉnh Đồng Nai thì cũng có một số vườn xuất hiện cái bệnh đó là đốm tắc kè trên lá. Những đốm lá màu sắc này khiến cho cây bị giảm quang hợp, sinh trưởng kém. Công thức quản lý nấm hại là Downy Rust kết hợp với Tuff Lead để phòng và trị bà con mình nhé.
Về những vườn ở miền Tây thì khu vực Chợ Lách, khu vực Châu Thành của Bến Tre đang vướng vào giai đoạn sổ nhụy. Lưu ý giai đoạn này là phải xiết nước kỹ bởi nước triều đang lên và bà con chúng ta chống rụng bằng chất phẩm MB247. Bên cạnh đó thì nên phòng ngừa tháng thư trên bông bằng tấp lết. Khu vực Cái Bè của Tiền Giang thì chủ động phòng ngừa rệp sáp trên trái non. Những vườn chưa ra mất cua thì chủ động dở bạt, dặm thêm lân và phun bổ kích là một siêu kích bông kết hợp với 2 chai MB247 và 0,5 NPK 7544 cho một phi 200 lít. Và khu vực Châu Thành, Đồng Tháp thì chuẩn bị sổ nhụy nên tăng cường phấn bằng canxi bo chống rụng trong giai đoạn mưa nhiều sắp tới bằng MB247 nhé. Riêng khu vực trái tầm 20 ngày, 30 ngày ở cái sát Sóc Trăng thì nên chủ động ngừa sâu đục trái. Kết hợp với sữa trái, lớn trái bằng công thức là Gaba sữa kết hợp với Nutri Active và Carbofort nhé. Bà con thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã điểm qua tình hình canh tác mà cũng như là một số công thức phun xịt chủ động cho các vườn ở Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây. Bà con chú ý là trong thời gian tới thì gần nhất là trong tháng 10 này sẽ có những cái cơn mưa, do đó thì các bệnh do nấm là khuẩn nè và cái tình trạng đó là rụng bông nè, rụng trái sẽ rất là phổ biến. Và nhìn xa hơn thì nhiệt độ trong những tháng cuối năm nay thì có thể là cao hơn trung bình nhiều năm. Mùa mưa thì kết thúc sớm, do đó thì chắc chắn là các loài côn trùng sẽ hoạt động mạnh hơn. Đặc biệt là với những cái tháng cuối năm thì những vườn canh tác ven cửa sông nè cũng cần phải đề phòng, chủ động tích trữ nước ngọt ngay từ bây giờ để đối phó với nguy cơ hạn mặn diễn ra sớm nhé. Sau đây thì xin mời bà con chúng ta điểm nhanh qua tình hình canh tác cây rau màu. Bà con thân mến, thì trên rau màu trước tình hình là mưa kết hợp với sương mù dày đặc vào sáng sớm thì chắc chắn là nấm bệnh tháng thư trên ớt sẽ phổ biến. Công thức phòng trị rất là quen thuộc, Donirus kết hợp với nano kẽm 700 và thấm sâu 30 giây. Về lưu lượng thì bà con có thể theo trên nhãn chai. Bên cạnh đó thì các loại rau ăn lá nên có dạng che chắn vì có thể là đón những cơn mưa lớn gây ra dập lá. Tình hình trong tháng 10 và những tháng cuối năm nay thì nhiệt độ cao, các loại côn trùng có thể hoạt động mạnh hơn như là bọ nhảy, hại rau cải nè, sâu ăn lá và đặc biệt là rầy mềm bà con mình nhé. Vâng, bà con thân mến, vừa rồi là toàn bộ những lưu ý trên lúa nè, trên cây ăn trái, rau màu trong tháng 10 năm 2023. Hiện nay thì Tú Liêm cũng nhận thêm thông tin đó là mùa mưa kết thúc sớm nè, lượng nước thiếu hụt nên là nguy cơ xâm nhập mặn sớm lẫn sâu vào trong đất liền. Do đó những cái khu vực canh tác lúa ven biển có nguy cơ ảnh hưởng nên là chú ý là sắp xếp lại lịch thời vụ, cơ cấu giống thích hợp, có thể chọn những cái giống ngắn ngày để tránh tình trạng chín háp vào cuối vụ. Bên cạnh đó, tình trạng xâm nhập mặn sớm chắc chắn cũng sẽ là một vấn đề lớn đối với các vườn sầu riêng canh tác gần vùng cửa sông. Hiện tại thì nên chủ động tích trữ nước ngọt ngay từ bây giờ là vừa bà con mình nhé. Bởi trong tháng 10 này thì chuỗi chương trình Đông Xuân 2024 tạo mầm mùa thuận cho sầu riêng 2024 cũng sẽ được phát trên kênh YouTube An Phát Nông, kênh YouTube An Phát Nông Cây Ăn Trái. Bà con cũng đừng bỏ lỡ những lưu ý của chuyên gia trong chương trình nhé. Chương trình hiện tại thì đến giây phút này đã kết thúc rồi. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Nếu thấy thông tin hay thì đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin nhé. Chúc bà con có một tháng 10 vui vẻ, thuận lợi và giữ sức khỏe. Tú Liêm xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời tiết nông vụ tháng sau nhé.